Rồi. Xin chào mừng quý vị khán giả đến tới kênh Nội Địa Nhật Biên Hòa. Hôm nay ngày đầu tiên tôi làm cái YouTube Nội Địa Nhật Biên Hòa. Xin chào quý vị khán giả, và tôi sẽ review trước tiên là clip này tôi sẽ là review ba con bếp Rinnai dòng cao dòng thấp có hết nha. Đấy. Trước tiên tôi xin giới thiệu, đây là một con bếp ga Rinnai. Rinnai này là mặt kính, nó là chức năng hẹn giờ đồ đầy đủ. Đấy, con này là đời tháng 6 đời 2011 này. Đấy, tháng 6 2011 của bác. Đấy, với ngoại hình nè, ngoại hình là rất là đẹp. Con sơn tốt, bao ring, hàng nói chung là hàng ring từ trên xuống dưới, chưa sửa chữa, chưa làm gì hết. Viên đầu quan ngoài hình như có bác coi này nè, bếp nè, chín nay mã số S660VCT tháng 6 2011. Đó, ngoại hình từ trước tới sau. Nói chung là hàng này thì hàng nội địa đã qua sử dụng, không phải là hàng mới. Con này hàng mới thì hơi mất tiền. Đấy, lò nướng. Riêng hàng nội địa Nhật thì nó sẽ có cái lò nướng rất là hay. Nó rất là ngon. Đó, cho quý vị vừa coi nè. Con này là mặt kính nha. Phun chức năng. Đấy, mặt kính này cho giá gì coi nè, mặt kính kim tuyến long lanh, hàng nội địa. Đấy. Thì quay qua sơ qua thì tôi sẽ test lửa, bật lửa cho cô bác chị mình coi. Và trước tiên thì tôi sẽ cho quý vị khán giả coi cái đó là mặt ngoài, đó là mặt trong. Mặt trong của bếp này nó rất là còn đẹp, bao ring. Và sau đó thì tôi sẽ thử lửa và test các chức năng của con bếp. Của trí dụng mình coi. Xin nó là nó có lò nướng thế này của bác. Đấy. Lò nướng dĩ nướng đầy đủ, nguyên bản nguyên con vô thật. Chờ quý vị thì mình coi nha, để tôi phải đặt bếp lên tôi thử lửa cho quý vị thì mình theo dõi và con ngọn lửa của bếp nó là sao. Trước tiên nè, lửa nè, mình hẹn giờ gì vậy? Đấy, bếp nè, đấy, lửa lên nè, đấy, hồi nãy mở ga lên chưa đủ. Đấy, lửa này rất là ok. Chức năng hẹn giờ của bếp nè, đấy, hẹn giờ luôn cả chức năng từng bếp cho quý vị chị coi, rất là ok phải không. Ngoại hình là rất là ok, trong rất là đẹp, tính năng còn bền. Đấy, cái bếp bên trái nó chuẩn bị rồi đấy, nó báo rồi đấy. Em thấy hàng giờ để tắt cái này, test cái trước mình nói.
Rồi cái đó sắp xong rồi, bật cái này để lát bật nữa là nó bị dính. Đây, bếp bên phải cháy. Riêng con bếp này là bên phải không hẹn giờ nha cô bác anh chị. Bên này là hẹn giờ nè, đang hẹn đó hết chức năng nè. Đang test coi thử cái hẹn giờ nó còn hoạt động hay không. Nó hoạt động nó đã ngắt lửa rồi. Trong vòng mười mấy giây nó sẽ tự động ngắt ga. Và tôi mới xin giới thiệu thêm là dòng bếp ga của Nhật thì nó tự ngắt ga khi gió thổi tắt. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa, nồi cạn nước nó vẫn ngắt ga, không cho cháy nồi, tự động ngắt ga, không cho thoát ga, chống cháy nổ rất là an toàn. Các bác chị, hay chờ xíu nữa là khi nào cái đèn này, cái kèn này bên này nó báo cái tít và ga nó tự động ngắt thì tôi bật lửa cho cô anh chị coi thử là ga nó không còn ra nữa. Đang chờ nó cúp ra đó, nó tốt rồi đấy. Cô bác anh chị mình coi để xem, để tôi test tiếp cái lò nướng ở bên dưới mình, có ngọn lửa lò nướng và này đấy, bây giờ ngọn lửa này cô bác anh chị nè, không bao giờ lên, nó đã cúp là tính năng nó còn hoạt động bình thường. Bây giờ mình test tiếp tới cái lò nướng đấy. Lò nướng nó tới hai tầng lửa. Không quý vị, mình bấm luôn chức năng hẹn giờ của nó đi cho thử nó còn hoạt động hay không. Đấy. Quý vị coi, đây chức năng hoạt động của lò nướng hai tầng lửa, đấy rất là đẹp, rất là long lanh, như là nồi chiên không dầu, quá tiện lợi. Đấy, cái lò nướng nó đã hết thời gian sử dụng, nó đã khóa ra nha. Nó có máy này kỳ vậy, chỉnh lại cái máy. Nó sẽ hết. Đấy, rất là ok. Sau thời gian hết hạn giờ thì nó sẽ kêu, nó sẽ báo tút tút thì ga nó đã khóa. Quý vị, ok không? Rồi tiếp theo tôi sẽ xin giới thiệu thêm tới con bếp thứ hai. Và con này tôi cũng xin thêm giới thiệu thêm quý vị là con này tại cửa hàng thì tôi bán nó với giá là 4,5 triệu. Riêng hôm nay ngày đầu tiên tôi làm YouTube. Đây, quảng cáo cho mấy anh chị thích hàng nội địa Nhật và theo dõi thì tôi sẽ bán con này là 3,9 triệu, lấy giá tương tác với anh chị em trong cái ngày hôm nay. Đấy, con này là tôi bán với giá là 3,9 triệu để lấy tương tác thôi, ngày đầu tiên của tôi. Rồi tôi chào. Sẽ là giới thiệu con tiếp theo. Rồi tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho quý khán giả là con thứ hai. Con này cũng là Ring Nai, mã số RT64RH. Đấy, con này thì không chức năng. Này là không có hẹn giờ nha quý vị. Con này là chỉ có chế độ là gió thổi tắt, cúp ga hoặc là nồi cạn nước tự cúp ga ngắt, quanh an toàn, không cháy nổ. Con này rất là đẹp, rất là mới. Tôi mở giới thiệu cho coi quý vị, cửa mở nắp này. Cho quý
quý vị gọi coi thử cái nội thất nè, đấy. Đó, nội thất bên trong đó là ngoại thất bên ngoài rất còn đẹp đấy, còn này nhà ga hàng còn đẹp, rất là đẹp, đẹp long lanh. Rồi xong thằng giới thiệu cho coi cái nội thất và ngoại thất. Đây có lò nướng này, lò nướng còn đẹp này. Đấy, dở lên cho mấy người quay gần mấy gì coi này. Đấy. Hàng hình như có sử dụng không bao nhiêu lần còn rất là đẹp nha quý vị. Đấy, sau đó thì tôi sẽ test lửa cho mấy quý vị có nhà coi. Đấy, lửa lên này rất là ok. Lửa đẹp đúng không? Lửa ok rồi nha quý vị. Riêng đồ nội địa Nhật, bếp ga Nhật mà nó trục trặc một vấn đề gì thì bật lửa không bao giờ lên. Đấy, bật một bếp nó sẽ nhảy điện ba bếp nhưng mà không bếp nào lên. Đấy, rồi ok. Đây là cái lò nướng này. Đấy. Lò nướng của chị, có chứ chị có lò nướng này. Đấy, lửa. Rất là đẹp. Rồi xong. Riêng con này là nó tháng 11 2016. Đấy, tôi quay gần cho mấy vị coi cái đời. Đấy, tháng 11 năm 2016. Con này tại cửa hàng hiện tại là tôi bán với giá là 3,2 triệu. Hôm nay ngày đầu tiên tôi làm cho tối này tôi bán con này với giá là 2,9 triệu nha quý vị. Đấy, mình chơi được hôm nay luôn. Rồi tôi sẽ review tiếp cái một cái nữa là tôi nghĩ. Rồi quay trở lại với nội địa như hôm qua. Tiếp theo em sẽ review cho cô bác anh chị, giới thiệu cái bếp Ring này tiếp theo, nút vặn nha. Hôm nay đấy, tháng 1 năm 2018 đấy, đời sản xuất, năm sản xuất đây đấy, tháng 1 năm 2018 nha. Mã số KGM 563 BL. Đấy, con ngoại thất nó này rất là sáng, rất là sạch, không đụng, không móp méo, cho nên nó hơi bị chạy chạy nhẹ nhẹ. Bếp cũ, hàng nội địa thì nó sẽ có chạy nhẹ hoặc là nặng, nhưng mà con này thì không có nên nặng, chạy sơ. Và giới thiệu cho cô bác coi thử xem. Đấy, ok không? Toàn hàng lướt. Ngày đầu tiên em giới thiệu ba con bếp ga, toàn hàng đẹp, hàng lướt. Đấy. Rồi. Trước sau trên dưới. Wow,
quý anh chị mình mà đã mua bếp ga này thì tôi sẽ làm cái lưới chống chuột. Đấy, làm vòng quanh lưới chống chuột, tôi làm bảo đảm an toàn. Về là chỉ bắt lên cắm ga vô xài, không yên tâm, không phải lo, 5-10 năm không phải lo điện hư hao. Sau đó thì tôi sẽ cắm lửa, cắm ga vô test lửa cho cô bác anh chị mình coi thử các cái tính năng nó bếp nó còn hoạt động bình thường hay không nha. Hey, ngọn lửa này, ngọn lửa đã chín xong. Hey, ngọn lửa đẹp không? Con này rất là mới luôn. Rất là đẹp, ok. Giờ tới lò nướng. Ngọn lửa này đấy, cái lò nướng này tính năng còn hoạt động rất là ok nha quý vị. Rồi đã tới xong, con này tháng 1 năm 2018, hàng lướt như mới, lò trướng chưa qua sử dụng nha. Con này tại cửa hàng với giá là em bán 3,4 triệu. Hôm nay lên YouTube em bán con này là không chày xước, không móc méo, thì em bán với giá là 3 triệu. Cô bác anh chị nào mình yêu hàng nội địa Nhật và mua hàng thì kiểm tra xem lại video clip cho kỹ, thì giá tôi sẽ báo cho đấy. Còn khi nào mà như con bếp mặt men này chuyển khoản trước 500.000 trở lên thì tôi sẽ cho bếp đi ship code tới nơi kiểm tra hàng đàng hoàng thì lấy tiền. Còn con mặt kính thì bao bể vỡ nha, thì tôi sẽ chuyển cọc cho tôi là con mặt kính Rina vừa rồi là 900.000, thì tôi sẽ cho đóng hàng đi, bao bể vỡ tới nơi thanh kiểm tra hàng, thanh toán hàng không đúng chất lượng, không đúng như YouTube thì khổ nhận, tôi sẽ hoàn trả lại số tiền cọc. Và đây tôi cũng giới thiệu thêm là cửa hàng nội địa Nhật Biên Hòa chúng tôi là nằm ở tổ 18 khu phố 4C phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, sát trường đường Thân Nhân Trung, sát trường mầm non Hoàng Yến gần ngã tư cây sung. Quý vị yêu hàng nội địa Nhật cũng như anh em quan tâm hãy đăng ký kênh theo dõi và ủng hộ cho em mình. Rồi xin cảm ơn quý vị khán giả, hẹn video lần sau.